quấn gắt lên cho em á. Này là gì? Canh hả? Canh hả? Chắc mình còn muốn chạy. Cái tay em nó có sơn, bây giờ quấn acetone lại nè, để chừng 5 phút rồi bào cho nó mềm, nó ra mau hơn. Ồ, hôm nay trời đẹp quá các bạn. Ồ, con cẩn trời, mênh mông đẹp. Nhà hờ kìa. Ồ, gì vậy? Con heo. Ồ, có con heo. Vậy là ở trong nhà từ đây cho đến 30 tháng 4. Ừ. Chỉ cần đồ ăn thức uống thì là chạy đi siêu thị mua xong rồi về lẻ hoặc là làm khách hàng gì đó. Nhưng mà đi ra mua đồ xong rồi về. Bởi vậy các bạn bây giờ chúng ta ăn nhiều nhé. Khi nào mình đói thì mình qua mình kéo rồi. Hai. Đây một hộp. Ăn đó hả? Sớm đi. Sao đây? Ăn chân quá. Để coi thách thức này em đại tướng hay không? Em nói gì vậy? Không bao giờ mà mình sẽ bàn được không phải thách thức gì. Tính mà bà tán, không có nhiều chuyện không đây. Mình không có nhiều chuyện. Anh vừa làm vừa phục vụ bài hát anh. À, các bạn muốn nghe cái bài hát chiến sĩ qua đồng giặc chưa? Mình sẽ hát cái bài chiến sĩ qua đồng giặc nha các bạn. Bài gì làm cái chứ? Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu. Bà này mà cái da này đổ máu đừng hát. Ba. Làm neo coi. Chiến sĩ mà động vật sao dám hát. Bọc cho nó ra sơn. Sao ngồi nghe đi nắng nó chói vô cái bản mặt. Được rồi anh. Cho nó mỏng thôi mà bà quá. Cho mỏng cho nó. Phong cảnh đang đẹp. Đây, chiếu xuống qua đây. À, đó. Đồ nghề của ông này.
bụi hẹ. Đây, bụi hẹ này hôm bữa mình luộc lên ăn ngon lắm. Ui. Quay gì nữa? Này bông hẹ nè, phải không? Bữa ăn bông. Nấu cho bộ này giờ chưa thấy. Tại biết tiếp rồi nha. Em ngồi yên được không em? Nếu mà ở Việt Nam giờ này làm sáng gì? Là nữa. Là biết. À. Là biết. Hay đi giờ nổi gì đó. Chạy lên đầu hẻm nha, đi với con về ghé đầu hẻm đi luôn. Mà cố. Cảnh sát của con. Má ơi, giờ này bệnh tình có gì má đi vòng vòng. Mơ rồi má. Cho vàng dân thiên hạ biết tàn giả. Em cứ di chuyển là nó đau. Anh có dám đưa vô bào đâu, ba cái á rồi. Rồi gì chứ, nói sao con ít. Ủa gà đẹp quá, gà đẹp ghê. Ừ, đi đây, đi đây sao được không? Ờ, rồi rồi, thấy đẹp rồi. Đúng rồi, nó phải lấy để nó trừ bệnh xong thì tính sao. Ở nhà làm nè. Hả? Em làm nè. Ừ. Hả? Lạnh chứ? Lạnh lạnh. Ờ, đang lạnh nè. Để lỡ mặc áo rồi đi ra đây làm món cái dính luôn. Nắng không? Nắng cho nó bị khổng nó chết. À, nắng vậy thì vi khuẩn nó chết. Đóng đi. Đóng. Xong rồi này mọi người, mọi người thấy đẹp không?